cảm ơn quý khán giả vẫn theo dõi chương trình Luận Đàm Thời sự trong tuần này cùng với Dược sĩ Phạm Khắc Khiêm và Tiến sĩ Đinh Xuân Quân. Nhìn sang tình hình Việt Nam trong những ngày đầu tháng 5 này, trong cái buổi lễ mà kỷ niệm 30 tháng 4 vừa rồi và gần như là trong suốt khoảng 2 tuần lễ mà cuối tháng 4, thì cái chuyện tin tức mà sôi nổi nhất toàn nước Việt Nam là cái tình trạng sức khỏe của ông Chủ tịch nước, ông Tổng Bí Thư. Cho đến bây giờ thì ông vẫn chưa xuất hiện. Và trong cái lễ 30 tháng 4 vừa rồi, ông Trọng cũng không có ra mặt để chủ trì buổi lễ nữa. Nhưng mà trong 3 ngày tới thì lại có một cái quốc tang vào ngày 3 tháng 5. Là một quốc tang của ông cựu Chủ tịch nước, ông Lê Đức Anh. Ông Nguyễn Phú Trọng được để tên làm trưởng ban tổ chức cái ủy ban mà tang lễ đó. Thì theo chú Khiêm nhận định, ông Trọng ông sẽ là... Với tình trạng như vậy, sức khỏe của ông như vậy mà ông nhận, nếu mà người ta để tên ông lên làm trưởng ban tang lễ là ông phải xuất hiện phải không ạ? Tức là đã hồi phục rồi chứ? Chắc chắn là ông phải xuất hiện. Nhưng mà xuất hiện xong đó đấy rồi để chờ thời gian tới đó, thì có thể lúc đó ông Trọng sẽ đi luôn. Bởi vì chúng ta, tôi thường thường tôi hay thích xem phim Mỹ đó. Là phim mà có những người đóng giả người khác, đeo cái mặt nạ bằng nhựa, bằng plastic vô, rồi sau đó là bắt đầu kéo mặt nạ ra thì sẽ là một người khác. Thế nhá, kiếm một người cũng thấp thấp như ông đó, đầu cũng khoi họ cũng bạc kiểu đó, đâu có gì khó, chỉ việc là đeo mặt nạ vô thì ông cũng sẽ xuất hiện. Nhưng mà khi mà ông xuất hiện như thế, có thể ông không nói gì cả hoặc nói rất ít hoặc là mấp máy môi thôi để chứng tỏ là ông vẫn còn, ta vẫn còn đây. Rồi trong tương lai ta đi chuyện khác. Trong cái lễ đám tang thì lại còn phải ông vẫn có bình thể thường chứ. Thì ông Tổng Bí Thư phải đại diện cho cả đảng đứng ra để đọc bài biểu văn. Có thể chứ. Thì ở đây đó tôi thấy là ai cũng để ý cái chuyện đó hết. Ông ta có đi xe lăn hay không? Ông ta đứng hay ông ta ngồi? Ông ta có phải có người dẫn đi, nghĩa là dẫn dắt hay không? Thành ra đây là cả một cái vấn đề. Thì quý vị cũng biết là ngược với Hoa Kỳ là chúng ta thấy là nếu mà ông Khiêm hay tôi hay là anh Bình nói ra là ông kia bị cái này bị kia ra, coi chừng là ngồi tù đó, đó là bí mật quốc gia không được nói ra, phải không? Ở Việt Nam mà mình thấy là như vậy đó, ai cũng để ý, ai cũng nhầm hết. Không những nhầm ông Trọng có ra hay không, nhưng mà sắp hàng đó, ai là sửa soạn có thể lên thế hay không, đó nó cũng là cái quan trọng. Tại vì người ta để ý tất cả, là người ta sẽ quốc tế tất cả các cái cơ quan, là từ VOA tới BBC, ai cũng là cố gắng ra quay cái này để biết người nào ông ta có sao hay không. Một, có phải đi xe lăn hay không. Đi xe lăn là kể như là phải, sẽ phải từ chức. Nếu mà vì vấn đề sức khỏe mà không có lo được đó thì phải từ chức. Hay là nhiều người đó, người ta nói là ông Trọng khôn lắm, trời, ông cáo bệnh vậy đó để ông khỏi đi Trung Quốc hay là khỏi đi Hoa Kỳ, đó cũng là một cái chuyện khác. Thì ở đây đó thì mình thấy là vấn đề chính đó, tại sao không nói là ông có bệnh hay không có bệnh, thì ông có người thế, ví dụ như ở như là ở bên Hoa Kỳ mà ông tổng thống bị cái gì thì có ông phó tổng thống có thì ông chủ tịch quốc hội, phải không? Thì ở đây đó, tại sao Việt Nam không làm vậy được? Tại sao cũng phải giấu giếm cái đó? Là có phải là ở đây thì mình thấy là khi mình sống, mình quen sống trong một cái chế độ gọi là cởi mở, trong suốt, thì bao giờ những cái chuyện đó mình đặt ra. Nhưng mà ở Việt Nam đó, họ coi cái đó là một cái chuyện cấm kỵ. Thành ra bây giờ nếu mà chúng ta nói mai mốt ngồi tù thì sao? Đó, thì ở đây đó tôi thấy là không những vậy đó, trong những người này mình không biết là nếu mà ông Trọng bị cái này thì ai sẽ thay thế, và làm sao sắp sửa có là có họp của Trung ương, có họp của đảng thì là sẽ đề cử ai đây, đúng không? Đó là một cái nó gây một cái gọi là hoang mang trong dư luận. Thì người nào sẽ đứng ra thay thế cho Việt Nam, người nào sẽ đi nói chuyện với. Thì tôi thấy ở đây đó thì là tới bây giờ là ông Phúc cũng đi tàu, phải không? Thì là bây giờ là đi Mỹ, bây giờ ai đi Mỹ? Thì ở đây đó cả một cái vấn đề nó phải đặt ra, mà tôi thấy là
là khó mà nếu là một cái cơn tai biến mạch máu nhỏ thì trong từ ngày 14 tháng 4 đến bây giờ đã 3 tuần rồi, có thể hồi phục lại không theo kinh nghiệm y khoa? Cái tai biến nhỏ đó thì không thể nào gọi là đột quỵ để mà vào chợ đấy, rồi chợ đấy nó đọng máu trong não rồi phải sau đó phải đưa về tới quân y viện 108. Cho nên cái tai biến mạch máu não nếu mà xảy ra như thế là lớn trong nhỏ, mà bị lớn như thế muốn phục hồi nó không phải dễ dàng. Mà không dễ dàng, tất nhiên là ông sẽ không có thể trở thành bình thường để mà lãnh đạo đất nước giữa một lúc vừa chủ tịch nước vừa chủ tịch đảng. Cho nên bắt buộc là giả dụ ông ấy không có chết á, mà ông ấy vẫn sống nhưng mà ở trong cái điều kiện mà sức khỏe không cho phép ấy, thì tất nhiên là người ta phải nghĩ tới ngay làm thế nào để có một người thấy hoặc là nắm được cả hai cơ quan quyền lực đó, hoặc là một người nắm đảng và một người nắm chức chủ tịch nhà nước. Điều đó, nó gây nên xáo trộn trong tương lai rất là nhiều trong cái xã hội Việt Nam. Như vậy, một trong những cái vấn đề mà nó gây ra cái căng, cái sự gọi là như trước khi vừa nói xáo trộn lớn là vì chính ông Trọng đã gom quyền lực vô quá nhiều một cá nhân, phải không ạ? Thầy chú, cái người kế vị ông Trọng có thể làm được như ông được không? Có thể nào kiêm chủ tịch? Tôi thấy là nếu mà vấn đề đó là bây giờ quý vị mà nói mà ví dụ như là ông 3X rồi đó, ông 3X ông cũng muốn làm cái đó lắm phải không? Nhiều người cũng muốn làm cái đó lắm chứ không phải. Ở các nước khác đó, mình nói là nắm quyền đó, tôi nghĩ cái chuyện đó không phải là cái chuyện mà quan trọng đâu. Tại vì nếu mà quý vị ra ngoại quốc, quý vị là chủ tịch đảng đó, không ai tiếp đón họ. Tại vì đảng thì người ta ở các nước khác người ta đa đảng thì nghĩa là anh là một đảng trưởng thì đâu quan thu gì. Thì nếu mà anh vừa làm chủ tịch nước vừa làm tổng bí thư thì người ta tiếp đón thường thường đó là theo chủ tịch nước. Ví dụ Tập Cận Bình thì cũng là vừa chủ tịch nước vừa là gọi là tổng bí thư. Thì ở đây đó tôi nghĩ là bây giờ ông ta đã nắm rồi thì cái người kế tiếp thì cũng sẽ phải như vậy. Không có thể nào mà trở về cái cũ được, chia làm hai. Thì anh ông Kim ông nói như vậy là trong tạm thời có thể trong một thời gian ngắn, nhưng mà cái chức đó bây giờ phải kiêm cả hai. Bây giờ ông XYZ mà đi qua gặp Tổng thống Trump thì bây giờ tiếp đó sao? Nếu mà đảng trưởng không thì phải là chủ tịch nhà nước. Người ta cũng có thể nói được là có một người là trong thời gian là ngắn hạn có thể thay thế, nhưng mà cái chính á, ông ta có đủ sức, có đủ và vấn đề mà sức khỏe đó, có đủ sức để tiếp tục nắm quyền ở Việt Nam hay không, cái đó nó là cái là quan trọng. Cái điều quan trọng là bây giờ Việt Nam mà nếu mà có một ông khác thì cái hướng của Việt Nam đi đó nó sẽ đi tới đâu? Họ có thân về Tàu hơn hay là thân về Hoa Kỳ hơn hay là tiếp tục đánh đu, hay là cái đó là cái quan trọng, là vì là ở một nước đó con người không quan trọng bằng cái chính sách. Hết người này có người khác thay chứ đâu có phải là tự nhiên mà thay đổi cả. Thì ở đây đó nó ở cái chỗ chính là làm sao biết cái chính sách của Việt Nam trong tương lai đi về đâu. Lẽ nhiên là có người khác thì chính sách nó sẽ khác một chút chứ, nó phải khác chứ đâu có thể nào mà giống như ông Trọng được. Thì ở đây đó cái chuyện này là rất là quan trọng. Thì ở đây thì mình cố gắng để coi trong cái mà cái đám tang đó thì nhiều khi người ta không để ý tới cái người mà nằm xuống, mà người ta để ý nhiều hơn là có không có tổng bí thư chủ tịch nước có đi ra nói hay không. Mà không đi ra đó, cái tổ chức không có quan trọng, mà cái sự hiện diện của ông đó mới là quan trọng để mình biết coi cái tương lai Việt Nam nó sẽ đi tới đâu. Thưa chú Khiêm, thì còn một việc bên lề là cái legacy của ông Lê Đức Anh thì về sau này sẽ như thế nào? Khi mà nói tới Lê Đức Anh, nói là quốc tang, tôi nghĩ rằng cái này là một cái nhục cho đất nước. Bởi vì chính ông ấy đã ra lệnh cho những cái binh sĩ ở Hải quân không được bắn lại đối với lại Trung Quốc khi mà Trung Quốc tấn công chưa có tấn công, mà
đứng ở đó để chờ Trung Quốc bắn. Khi mình coi những cái video đó mình thấy rất là đau lòng. À. Bởi vì một người nắm quân đội của Việt Nam thời kỳ cộng sản trong khi đó mà hoàn toàn không có phản ứng gì cả. Đó là cái điều tồi tệ nhất của một người trong chế độ cộng sản. Cho nên 30 tháng 4 đó, chúng ta nhìn vô 30 tháng 4, chúng ta nhìn cuộc khải chiến của Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta hãnh diện về quân lực của Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta hãnh diện về những người lính đã bảo vệ đất nước của Việt Nam. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Luận đàm thời sự trong tuần này và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình tuần tới.